Tại vì ngôi sao dữ dằn ha, ngôi sao sáng. Bắt đầu không ha, ngôi sao đẹp mà còn ngôi sao sáng. Em xin cáo lỗi, hồi nãy là cái câu 1 của cái bài này thì cái lời văn á, Nhân Hậu tự nhiên đang hát, tự nhiên cái lại quên, không nhớ là mình phải hát cái câu gì tiếp nên Nhân Hậu cứ chế đại lời vô. Rồi, không biết cũng quá hay rồi. Vừa hát vừa sáng tác luôn ở câu 1. Nếu như mà quý vị nào đã từng nghe Nhân Hậu hát bài này hoặc là đã có nghe người này hát bài này thì có lẽ nó sao thấy cái cô này hát gì kỳ quá. Nhưng có lẽ lúc đó là Nhân Hậu quýnh rồi không biết phải nhớ, không biết cái câu gì nên Nhân Hậu chế lời đại luôn. Cũng được, cũng được, cho thật ha, tự thú. Cái đó là tự thú nhưng mà có gì đáng đừng lo, có gì đáng là nhập qua ca cương. Nhân Hậu xin kể cho quý vị nghe một cái niềm vui mà cũng một cái sự cố trên sân khấu mà cũng là một cái chuyện vui. Thì cái năm Nhân Hậu nhớ là có lần đó Nhân Hậu diễn cho trong một cái chương trình của cô Bạch Tuyết thì có diễn một cái trích đoạn chỗ cái anh Hoài Linh, có anh Hoài Linh là đóng vai ông Hội Đồng, thì Nhân Hậu đóng vai Kim Anh đời cô Lụ, trong đời cô Lụ á, thì anh Hoài Linh đến trễ show là do là bị công an phạt ngoài đường á, thì Nhân Hậu đang với cô Bạch Tuyết đang diễn cái đoạn mà anh Hoài Linh phải xuất hiện, mà lúc đó anh Hoài Linh không xuất hiện mà đang trực tiếp 11 đài trên các tỉnh luôn, thì Nhân Hậu lúc đó không biết làm sao, chết rồi không biết làm sao bây giờ, tự phải chế.
nhân hậu với cô Bạch Tuyết phải tự chế ra, vừa đi ra đi vô vừa diễn mà khán giả nó ủa sao đời cô Lụ thì cái trích đoạn đó là quá kinh điển rồi, người ta đã quen thuộc rồi mà tại sao lại diễn gì kỳ vậy, không biết là tại sao cái cô này cũng diễn, cô đi ra đi vô rồi cô chế lời, cô nói lung tung, nhưng mà cuối cùng mình khán giả hiểu ra ồ anh Hoài Linh là đi trễ rồi, nhưng nhân hậu là những người ứng xử trên sân khấu mà phải làm như vậy. Đó là một cái sự cố, nhưng mà người diễn viên mình diễn thì mình trên sân khấu mà lỡ bạn diễn mình chưa đến kịp hay là như thế nào đó, mình cũng phải ứng xử như vậy, mặc dù nó sẽ không hay nhưng mà khán giả sẽ hiểu được, người ta sẽ thông cảm cho mình. nhân hậu nên nãy hát xong rồi nhân hậu chết rồi, mồ rồi nhân hậu xin thành thật xin lỗi và tự thú. Không sao, coi như là em dạ. Coi như là rất là nhanh và sáng tạo. Cảm ơn em rất là nhiều. Và Tú Châu cũng muốn giới thiệu qua một cái chương trình đại nhạc hội dạ tiệc dạ vũ ở Florida ở Fantasy Park Center Burn Chủ nhật ngày 12 tháng 5 2013, đại nhạc hội dạ tiệc dạ vũ tại Performing Arts Center 4951 đường 78 Avenue North. Chương trình gồm các ca sĩ Tuấn Châu, Mai Lệ Quyền, Công Thành, Liên, Hà Thanh Xuân và Khánh Luân, Khánh Lâm. Quý vị có thể liên lạc đến cô Huê. Mọi chi tiết có thể gọi cho cô Huê 727-688-3785, 727-688-3785. Và bây giờ xin quý vị khán giả vẫn giữ đài truyền hình VSN TV trên băng tần 2073. Sau phần quảng cáo, chương trình sẽ trở lại cùng với quý vị. Một mái tóc bồng bềnh ống mượt, một hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng, một cảm giác từng sợi tóc mềm.